Xin chào tất cả mọi người. Trong cái thời gian vừa rồi thì Nga là cái người thử rất là nhiều những cái phương pháp giảm cân, ví dụ như là ít này, keto hay là MD. Thì tất cả những cái phương pháp đó nó làm cho cái cân nặng của mình cũng giảm đấy, nhưng mà mình rất là mệt. Bản thân mình thì thường xuyên phải đi làm việc, nếu như mình không ăn thì mình không có sức để mình làm việc, và nó làm cho mình cảm giác như là mất nước vậy. Thì ngoài ra những cái phương pháp đấy thì Nga có đi tập ở phòng gym nữa. Thì khi mà đến với phòng gym thì tất cả những cái bạn PT ở đấy cũng đưa cho Nga một cái list danh sách rất là nhiều những cái quá trình giảm cân này, ăn như nào rồi là tập như thế nào. Thì với một cái người bận rộn như mình thì không phải thời gian nào mình cũng đáp ứng được cái yêu cầu, cái thời gian để mà tập luyện như thế. Thì trong cái quá trình đấy, sau khi mà mình thử rất là nhiều những cái phương pháp giảm cân, thì Nga đã tìm ra một cái phương pháp vừa hiệu quả cho bản thân và lại rất là an toàn cho cái cơ thể của mình. Đó chính là sản phẩm No Carb Plus. Tất cả các chị em mà thường nghĩ đến cái phương pháp giảm cân thì luôn luôn trong đầu nghĩ rằng là mình phải giảm thật nhiều cân và phải giảm thật nhanh. Thì đấy chính là cái suy nghĩ sai lầm nhất. Bởi vì khi mà mình giảm cân quá nhanh, cơ thể của mình không đáp ứng đủ cái nhu cầu thì sẽ làm cho mình rất là mệt. Và khi mà Nga tìm đến cái sản phẩm No Carb Plus ngày hôm nay mà Nga giới thiệu cho mọi người, thì Nga đã thấy rằng là nó đáp ứng đủ đúng ba cái yêu cầu của Nga đặt ra, đó chính là an toàn, hiệu quả và cực kỳ tiện lợi. Bởi vì sao Nga lại nói đầu tiên là an toàn? Bất cứ một cái sản phẩm giảm cân nào thì Nga cũng xem là nguồn gốc của nó ở đâu, xuất xứ của nó ra sao, và tất cả những cái thành phần của nó có những cái gì, và hơn hết là nó có giấy phép của Bộ Y tế hay không. Đấy là cái điều mà Nga cực kỳ quan tâm. Khi mà an toàn rồi thì nó mới đến hiệu quả. Và hiệu quả với bản thân Nga là ra sao? Cơ thể của mình nó săn chắc lại, đặc biệt là những cái vùng mà mình cần giảm, nó là vùng bụng này, vùng eo của mình này, rồi là vùng nọng cằm này, vùng vai của mình, nó giảm một cách hết sức là thon gọn tự nhiên, làm cho cái cơ thể của mình không mệt mỏi. Và sau đấy cuối cùng đó chính là đến phần tiện lợi. Sao mà Nga lại nói đến phần tiện lợi? Vì rất là nhiều chị em nghĩ rằng là dùng đến những cái thực phẩm giảm cân thì nào là thuốc, nào là nước uống, rồi là phải thế này thế kia, rất là phiền, rất là nhiều những cái bước. Thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ tiện lợi. Nó ở cái dạng gói như thế này, và sau khi mà mọi người cầm cái dạng gói này thì mọi người sẽ thấy nó có một cái thiết kế hết sức là nhỏ gọn, và nó ở dạng thạch. Cái mùi vị của nó thì hết sức là thanh mát. Sau khi mà Nga dùng cái sản phẩm này xong thì Nga thấy rằng là ôi, tại sao nó lại dễ sử dụng như này, mình hoàn toàn không cần phải đến nước sau khi sử dụng. Thì đấy là cái tiêu chí mà Nga thấy đáp ứng đủ ba cái tiêu chí mà Nga thấy dùng cái sản phẩm No Carb Plus này cho bản thân mình. Với cái sản phẩm No Carb Plus này, bản thân Nga khi mà tìm hiểu thì nó khác biệt từ dạng thạch, từ thành phần đậu trắng tinh khiết cho đến hiệu quả. Nó rất là tiện lợi như này, một ngày mình dùng hai gói và trước khi ăn mọi người nhé. Bởi vì sao là Nga lại nói như vậy? Vì rất là nhiều chị em nói rằng là ôi, có rất là nhiều những cái viên thuốc mà mình phải uống rồi là mình quên. Thì cái dạng thạch này mình khi mà mình ăn ấy, sẽ giúp cho cái vòng eo của mình nó thon gọn hơn. Sau khi mà Nga dùng hơn một tháng thì Nga thấy rằng là cái vòng eo của mình nó đã giảm 3 phân và cân nặng của mình thì nó giảm đi đáng kể, là 2 cân rưỡi, hơn 2 cân rưỡi cơ. Thì Nga cảm thấy rất là vui. Quỳnh Nga đã dùng rất nhiều những sản phẩm hỗ trợ giảm cân nên mình rất là khắt khe khi tìm những cái sản phẩm để uống cho cơ thể của mình, ăn cho cơ thể của mình. Vậy nên khi mà Nga tìm ra cái sản phẩm No Carb Plus thì Nga cảm thấy rất là vui vì nó đáp ứng đủ những cái tiêu chí của Quỳnh Nga: an toàn, hiệu quả và kỳ tiện lợi. Bản thân Nga khi giới thiệu với tất cả những người thân của mình thì Nga nghĩ rằng là tất cả những chị em đang xem clip này cũng nên sử dụng sản phẩm này nếu có nhu cầu giảm cân. Sau khi mọi người ăn uống những cái chế độ mà không được hợp lý thì mọi người có thể dùng sản phẩm No Carb Plus để cho mình có một cái thân hình thon gọn hơn, dáng chuẩn hơn, và hơn hết là sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Xin chúc tất cả những chị em sau khi xem clip ngắn này của Nga sẽ rút ra cho mình được một cái sản phẩm bỏ túi trong thời gian này để giúp cho thân hình của mình thon gọn, quyến rũ hơn, chắc chắn là sẽ đẹp hơn trong mắt người đối diện của mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.